Tâm kinh hành pháp đại trí tuệ giải pháp viên mãn Bồ Tát Quang Tự Tại thế thành sâu đại trí tuệ giải pháp viên mãn ngài soi thấy năm nguồn đều không vượt qua khổ đau ấy ngàn ngày xa lời từ sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc sắc tức là không không tức là sắc khổ tưởng hành tưởng cùng đều vậy cái lời xa lời từ ra pháp không tương không sinh không diệt không như không chạy không tăng không giảm cho nên trong không không có xa không không có thọ tưởng hành thức không có mắt có những lưỡi thân đi không có sắc thành lượng vị xúc pháp không có nhãn thôi cho đến không có ý thức giới không có vô minh cũng không có cái hết vô minh cho nên không có ta chết cũng không có cái không sợ ai xa từ một tướng như ta đã tới cứu kiên biết bàn chữ vật trong ba đời cũng đi bảo pháp